Hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình sẽ đi coi đèn các bạn. Ở bên tiểu bang của mình, tiểu bang Missouri á, nó có một cái con đường. Cái con đường này nó là có con đường bình thường thôi, nhưng mà tất cả nhà dân đều trang trí đèn Noel. Nó gọi là con đường kẹo các bạn, nó gọi là Candy Cane Lane. Thì tối nay mình sẽ dẫn con mình đi chơi các bạn ha, rồi sẽ quay cho các bạn coi luôn. Bây giờ đi xuống đó ha. Vô thì bé Jack đã chọn được một món quà cho bé Jack rồi các bạn ơi, nhìn nè. khoái rồi. Đó, bé Jack thích mẹ nhìn em bé hả? Bé Jack nhìn em bé hả? Bé Jack cũng là em bé mà. Nhìn đây. Mình đợi trời tối mình đi coi đèn, mình nó mới vui bạn ha. Tại vì trời sáng nó coi đèn nó không có đẹp. Ting 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 ting. Khoái lắm các bạn, khoái. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống cái đường đó các bạn ha. Cái đó là một cái con đường nó rất nổi tiếng ở tên ai bên tiểu bang của Missouri mình. Bây giờ là trời tối các bạn. Trời tối thì mình đi coi đèn mới đẹp nha các bạn nha. Bây giờ để cho bé Jack chở mình đi rồi chở đi. Đi. Lái xe đi tài xế. Tài xế bắt tài ơi. Đi. Lái xe đi bắt tài. Bắt tài ơi, lái xe đi. Bắt tài ơi, lái xe đi. Tập trung lái xe đi bắt tài. Tập trung lái xe đi, nhìn cái gì đó. Bắt tài lái xe đi. Rồi, bắt tài lái xe đi. Ok các bạn ơi, thì các bạn cũng thấy là xung quanh đây là nhà các bạn ha. Bây giờ thì hồi nãy cái đường chính là cái đường ở bên kia các bạn ha, cho nên mình phải đi theo cái đường này để mình mới vô được cái con đường chính của nó. Có nghĩa là mình phải đi một cái vòng quanh trở lại, thì nguyên một cái dãy này là hàng xóm. Các bạn thấy không, bên đây nè, các bạn thấy nhìn nè, nguyên một cái dãy hàng xóm này người ta không có làm các bạn, bên kia bên tiên người ta mới làm ha. Đó, bây giờ thì mình phải đi theo cái dãy hàng xóm này mới vô được cái chỗ này. Cái này là nhà dân các bạn nhé, mình không có trả tiền cho nên không có cảnh sát giữ. Mình chỉ chạy theo xe thôi, mình coi thôi, tất cả đều là miễn phí. Các bạn thấy bên kia không, nhà dân ai cũng làm hết trơn á. Đó, quá trời luôn kìa. Nè. Bây giờ thì mình phải đi vô cái con đường chính của nó rồi mình mới đây thấy được hết các bạn ha. Ok các bạn ơi, bây giờ thì cuối cuộc mình cũng đã vô được cái đại lộ chính của cái đường này rồi các bạn. Bây giờ ở bên này cũng có đèn nữa các bạn ha, ở bên này cũng có đèn nữa. Các bạn thấy là người dân họ sắp xếp hàng á, theo hàng các bạn thấy không? Đó, đây với một con đường nè. Bây giờ mình mới hồi nãy mình đi vòng vòng ở hướng ngoài, mình không có đi vô được cái con đường chính của nó các bạn, cho nên mình không thấy được hết. Các bạn thấy người dân họ đi bộ không? Nó thực sự người Mỹ họ chịu lạnh hay lắm các bạn. Ở ngoài kia là đường bình thường, không có đèn các bạn nha. Nguyên một cái khu này mới đèn các bạn. Ở bên đây cũng có đèn nữa nhưng mà ít lắm. Thì xe nó vô, nó đi theo vô. Cái này là tự người dân họ làm chứ không có ai trả tiền cho họ làm các bạn ha. Cho nên các bạn sẽ thấy được là không có cảnh sát để bảo vệ đâu. Bây giờ vô cái khu đó là nguyên một cái khu này là người dân tự bỏ tiền ra làm chứ không có ai... không có ai xuống thôi các bạn. Bây giờ các bạn thấy xe nó đi vô bên này đi vô nó. Hồi nãy mình đậu bên kia đó các bạn, hồi nãy mình đậu bên kia mình có thể đi vô được nữa, nhưng mà mình đi vòng qua đây mình chạy thẳng bên luôn. Hồi nãy mình đậu bên kia mình có thể đợi tới lúc mình đi vô cũng được, nhưng mà mình sợ bị mất đó cho nên mình đi qua đây. Thì bên đây cũng có vài ba căn thôi cho nên không có đẹp. Đi vô đây đi các bạn, đi vô đây coi hết luôn ha, hết từ đầu tới cuối luôn nha các bạn nha. Bây giờ thì mình phải nhường xe các bạn, một chiếc xe vô một chiếc xe ra, nhường xe ha các bạn thấy không. Ok các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã được vô cái con đường chính rồi. Thì các bạn thấy hai bên đường không đó. Các bạn thấy có rõ không, người dân Mỹ thì họ xuống đây để họ đi chơi chụp hình. Mình có thể đậu xe ở đây mình chụp hình cũng được đó các bạn, nhìn mà các bạn nhìn nè. Để mình tắt đèn các bạn. Mình tắt đèn của mình đó thì nó đẹp hơn các bạn ha. Mình tắt đèn của mình. Các bạn thấy hai bên đường. Người dân họ đi qua các bạn cẩn thận ha.
hai bên đường họ đều trang trí. Ở cái chỗ này nó nổi tiếng là kem tét chiu các bạn nhé. Bữa hôm nay hàng xóm này họ trang trí cho người dân coi miễn phí các bạn ơi, người dân họ coi miễn phí. Các bạn thấy là đèn đẹp không? Hai bên hông đều có đèn hết các bạn nhìn nè. Đó. Hai bên hông đều có đèn hết. Các bạn thấy là nhà nào cũng trang trí hết á. Nói thật sự thì tại vì nhà nào cũng trang trí cho nên nó đẹp các bạn, chứ nếu như mà mỗi một nhà họ trang trí lưa thưa nhìn nó thấy cũng bình thường các bạn ha. Nhà nào cũng chưa nhà, cái buổi sáng mà các bạn chạy vô cái khu nhà này á, mấy cái khu nhà này nó xấu quá các bạn, tại vì mấy cái khu này cũ rồi, nhà ở gia đình nó cũ rồi các bạn. Nhưng mà nó chật lắm các bạn, thấy nhà nhà cái khu này á, nó nhỏ, nó san sát với nhau á. Buổi sáng mà các bạn xuống đây á, cái khu này cái nó chật ních các bạn, cái chỗ này chơi đẹp quá các bạn. Hả? Chưa bao giờ mà mình thấy hàng xóm nào mà nó chơi sang như hàng xóm ở đây các bạn nhìn nè. Người Mỹ thì họ đi vòng vòng đó, ở ngoài khúc kia thì có một hai căn họ cũng trang trí, các bạn nhìn mỗi một nhà họ trang trí một chút xíu gì đó. Mấm 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 đâu, nhưng mà ai cũng trang trí nhìn nó đẹp hơn các bạn, phải không? Giống nhà bên đây nè, mỗi một nhà họ trang trí chút xíu à, nhưng mà nguyên một xóm trang trí nó lại đẹp hơn, nó lại nhìn nó đẹp. Các bạn nhìn ở ở nhà trước nè, các bạn nhìn nhà trước nó chơi nguyên một cái cổng luôn nè đó, thấy không? Nó đẹp không? Bên đây thì cũng có để mấy con gấu Christmas, mấy con snowman. Người dân họ làm gì đó, Merry Christmas các bạn. Người dân ở đây họ bán popcorn, sô cô la với lại marshmallow. Họ nguyên tiền các bạn, nguyên tiền á, giống như là để mà ủng hộ. Cái mùa này họ hay đi quyên tiền cho mấy người vô gia cư các bạn. Ồ. Cats Rescue. Merry Christmas. Merry Christmas các bạn ơi, đó đẹp chưa? Ở trên khu của mình nó còn một cái nữa các bạn, cũng đẹp lắm, nếu mà có thời gian mình sẽ đi quay cho các bạn coi luôn ha. Rồi, như vậy là hết các bạn. Nguyên một cái hàng xóm này chỉ thôi. Nếu mà các bạn đi bộ thì các bạn sẽ thấy được nhiều hơn ha. Còn các bạn đi xe thì nó lẹ hơn. Đó, người Mỹ họ cũng sợ lạnh lắm nha các bạn. Nói chung là bên đây lạnh lắm các bạn ơi. Đi bộ không nổi đâu. Ok, bây giờ mình chạy qua đây. Như vậy là rồi, hết rồi các bạn ơi, hết rồi chắc ơi. Ừ. Hết rồi. Không chịu hả? Rồi, hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đi ra khỏi khu này là mình hết cái khu. Ở bên kia nó cũng có một hai căn nhà trang trí nữa, nhưng mà cũng buồn nha các bạn. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm pedicure four step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Trendform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm pedicure four step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Trendform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm pedicure four step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Trendform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị.
Với Ly K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Đột phá cho ngành nail, Ly K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Ly K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.